Cảm ơn Công Ngô nhá. Anh Đậu ơi, nghĩ sao về việc bố mẹ luôn so sánh mình với con nhà người ta? Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch vãi cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai. Và sau này thì mẹ mà anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh đéo quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng, anh nói thẳng luôn, bây giờ anh là thằng có tiền. Thế thôi, đéo nói gì, đéo đếm xỉa gì cả, thích nói đéo gì thì nói. Mình lo được cho mình lo được cho gia đình mình lo được cho mẹ mình. Khi mà mẹ mình về già dần rồi, con mình lớn lên dần rồi, gia đình nó đề huề hạnh phúc, có của ăn của để, thế là được. Đéo cần phải trả lời em, người ta tự hiểu. Rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự nịnh em. Em có tin không? Địt mẹ mà cuộc sống nó buồn cười vãi lộn như thế. Có những người ngày xưa đéo coi anh ra một cái gì cả. Có những người cả chục năm đéo giờ liên lạc, địt mẹ mà tự nhiên gọi điện nhắn tin hỏi thăm, địt mẹ ứ, vẫn trả lời thôi, chả làm sao cả, vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thôi. Nhưng mà mình vẫn giữ một cái khoảng cách, và mình biết được là người ta là con người như thế nào rồi. Thế là được rồi, chứ còn cãi đi cãi lại thì hóa ra mình là chả bằng người ta à, đúng không?